chương 231, phát triển lên án. Đây là tân thế giới sao? Một đạo bạch quang loang loáng, một bóng người đột ngột xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên thượng. Theo bạch quang biến mất, lộ ra người này chân thân, cũng chính là Từ Phúc. Mấy ngày trước, này giảng lược kế hoạch, hướng về bọn họ kia một tiểu đội thực hành. Cùng kế hoạch không sai biệt lắm, liên tục mấy ngày đuổi giết hoặc là nói tàn sát, trực tiếp phá hủy một cái vui sướng hướng vinh tiểu đội. Mà phía trước nhân mộng tưởng, mà tụ tập ở bên nhau tiểu đoàn thể, cũng cắt chạy vội đồ vật, thậm chí có hai ba người, đã minh xác tỏ vẻ, không chơi, lạc đơn vị liền lạc đơn vị. Mà hắn từ phút, cũng có thể theo bọn họ biến mất, mà hoàn toàn biến mất, trở thành một cái u linh. Kỳ thật chính hắn không nghĩ như vậy làm, rốt cuộc chơi như thế lâu, nói không cảm tình đó là giả. Bất quá hắn bản thân liền có tâm sự, cho nên cùng bọn họ tương giao cũng không có tiếng vào nội tâm, cũng chính là cẩu thịt bằng hữu. Hơn nữa, khi còn có một cái không thể không làm như vậy nguyên nhân, tựa như phía trước theo như lời, nhân gia quyền hạn có thể xem xét rất nhiều tin tức, mà cao đẳng đối thấp, càng là có được mạnh mẽ xem xét quyền. Một khi còn có liên hệ, ở đại quy mô xem xét hạ, hắn chân thân là rất lớn, khả năng sẽ bại lộ. Trước cuộc, hắn chính là biết một cái che giấu tin tức, đó chính là người chơi giao diện, kỳ thật là khác loại máy theo dõi, đương nhiên cũng là khác loại bảo hộ. Mặc dù là thế giới hiện thực, ở toàn diện xem xét dưới tình huống, đều rất khó có che giấu, huống chi là cái này không có thế giới đâu. Chỉ có hoàn toàn hóa thành u linh, mới có thể tránh thoát này vật lý theo dõi đến đi điều tra một chút thế giới này tin tức, cũng không biết, thế giới này người mạnh nhất có bao nhiêu cường, một năm thời gian, lại có thể đề cao nhiều ít. Theo một tiếng tự nói, từ phút thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở bên này đất trống. Mà hắn không biết sự, hắn hết thảy, đều ở thạch vũ theo dõi trung, hoặc là nói hắn một ít lựa chọn, đều có thạch vũ tham dự. Liền tỷ như, ban đầu kia hai lựa chọn, người bình thường phản ứng khẳng định tuyển một, huống chi hắn bản thân liền tồn tại ngoại quải đâu. Tuyển một, ân cứu mạng, tuyển nhị, Đưa thang ngày tuyết đều không tính, cũng liền so dệt hoa trên gấm hảo một chút. Đương nhiên, Thạch Vũ không có tâm tình ai đều xem, hắn chỉ là giả thiết ra một cái quyền hạn xếp hạng, tuyển ra tối cao kia một ít, sau đó xác định địa điểm xem xét, lại chọn lựa ra thứ một bậc, cách một đoạn thời gian xem xét, cuối cùng lại kiểm tra một chút. Hơn nữa, nhiệm vụ này là quản lý viên, mấy năm nay không có cái gì đại hình nhiệm vụ, cho nên Thạch Vũ cho các nàng an bài một cái chức quan nhàn tản, cho các nàng tống cổ thời gian. Mà nếu thật sự không có thời gian rốt cuộc đều phải tu luyện, tuy rằng các nàng tu vi, có thể theo thạch vũ thế lực phát triển đề cao mà đề cao, nhưng cũng muốn củng cố một chút căn cơ không phải sao. Hơn nữa, cũng muốn luyện luyện tập, bằng không thân thể sinh làm sao bây giờ, đương nhiên, thạch vũ cách đoạn thời gian, cũng sẽ tìm các nàng tiến hành luyện tập, cho các nàng hoạt động hoạt động thân thể. Lão công, ngươi nói cái kia vấn đề giải quyết, chúng ta đây có phải hay không có thể chân chính bắt đầu kế hoạch đâu. Đấu phá thương không thế giới, thiên các tổng bộ tọa lạc nơi, Thạch Vũ khó được, đem sở hữu quản lý viên cấp kêu ở cùng nhau. Đương nhiên không phải khai cái gì lộ thiên party, ti, tự như phía trước theo như lời, đã không có nước toạc chi nguy, hắn nuốt chững vạn giới, đúc liền duy nhất thật giới kế hoạch, cũng có thể thực hành. Tự nhiên, tin tức tốt này, khẳng định muốn chia sẻ chia sẻ, thuận tiện đương đem hôn quân, rốt cuộc có chút nữ nhân, mấy năm nay hắn thật là một lần cũng chưa nhìn thấy, không phải bế quan, chính là bế quan, còn chính là đem hắn cấp khó ở. Hiện tại, mặc kệ các nàng lấy cái dạng gì lấy cớ chối từ, Thạch Vũ đều tỏ vẻ không tiếp thu. Cứ như vậy, ở Thạch Vũ mãnh liệt yêu cầu hạ, quanh quanh yến yến, tràn ngập toàn bộ không gian, chẳng những có ngự tỷ, lô ly cũng ít không được. Mà trong đó, có mấy cái đã từng tiểu lô ly, đã trưởng thành thiếu nữ, xem có mấy cái, thân cao cũng chưa cái gì biến hóa, tâm thái tuy rằng đã thay đổi, bắt đầu sửa chữa chính mình thời gian quan niệm, nhưng mấy năm như một ngày, hắn Chung quy có điểm tao không được. Này thành niên sợ là muốn mấy trăm năm Nga. Nhìn kia hai ba cái gà lập hạt đàn tiểu gia hỏa, Thạch Vũ không thể không cảm thán đâu. Sau đó hắn liền xấu hổ, thế giới này tuy rằng chỉ qua mấy năm, nhưng Thạch Vũ là cái gì người, diễn đàn trực tiếp cho bọn hắn làm khởi. Ban đầu, đấu phá nguyên trụ dân, đối với trong đầu đột nhiên xuất hiện đồ vật rất là kháng cự, bất quá ở hiểu biết bên trong tin tức cùng tác dụng lúc sau, mỗi người đều tỏ vẻ này thật là cái thứ tốt. Mà trong đó, tốt nhất chính là Thạch Vũ công bố phương pháp tu luyện, hơn nữa trực tiếp là một bộ thiên giai cấp thấp. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, lon gạo ân, gánh gạo thù, nhân tính hắc ám hắn tuy rằng kiến thức không nhiều lắm nhưng nghe nói cũng rất nhiều tự nhiên minh bạch trong đó khủng bố cho nên lưu một cái thủ đoạn nhỏ chỉ cần không phải cái ngốc tử đều sẽ làm như vậy mà đồng dạng ở thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau thạch vũ cũng không có tàn tư trực tiếp công bố hắn hiện tại có được tối cao công pháp sau đó hỗn loạn toàn bộ thế giới đều hỗn loạn theo hắn đem tin tức hoặc là nói tu luyện công pháp công khai toàn bộ thế giới đều rối loạn sau đó này đàn gia hỏa cư nhiên phát hiện chính mình có được bất tử chi thân, cái này tin tức công phu, kia thật là liệt hỏa tứ du. Sau đó, sau đó bọn họ liền xui xẻo, làm một cái người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, tình thế phát triển cùng chính mình tưởng không giống nhau, như vậy khẳng định chính là thế giới sai rồi. Mà thế giới là chính hắn, vậy khẳng định không phải thế giới sai, cư nhiên không phải thế giới sai, kia sai khẳng định chính là người. Trải qua như thế một cái lo gì, thạch vũ nháy mắt liền nổi giận, trực tiếp chính là. Hơn nữa suy xét đến bất tử bất diệt, thạch vũ, trực tiếp liền tạm dừng bọn họ bất tử chi thân, đem thế giới rửa sạch một lần lúc sau, lại tới nửa một cái tập thể sống lại. Nháy mắt, tất cả mọi người thành thật, tuy rằng như cũ còn có một ít hỗn loạn, nhưng đều không đáng để lo. Bất quá, ngay lúc đó thạch vũ vẫn là có điểm tức giận, cho nên hắn lại nghĩ tới một cái tao thao tác, đó chính là trước kia trên mạng thường có, bắn chết 10 phút. Bất quá suy xét đến thế giới này không có súng kiếp, chỉ có một thương, bất quá suy nghĩ một chút, hắn phát hiện như vậy hiệu quả khả năng càng tốt hơn nữa thạch vũ chẳng những tới một cái bắn chết 10 phút hắn còn phi thường tao khí tới một cái toàn dân phát sóng trực tiếp toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp ở nhìn đến kia thảm thiết hình ảnh lúc sau kia thật là sợ tới mức một câu cũng không dám nói sau đó nương mọi người đều bị hắn tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ hắn cũng thừa cơ tung ra chính mình kia một bộ lý luận cũng có thể nói là pháp luật hoặc là nói quy tắc đương nhiên làm thế giới huyền huyễn hoặc là nói tu luyện thế giới nếu không thật sự quá đã chết đó chính là một loại khác mặt sát tương lai hoặc là nói tiêu trừ ảo tưởng. Mà đối với này một loại hậu quả, hắn tự nhiên là muốn tận khả năng lãng tránh, cho nên nói, hắn kia mấy cái quy tắc, kỳ thật chính là đánh dấu ra một ít tìm quy tắc, cùng một ít hắn cho rằng khó chịu sự. Cũng chính là phía trước từng đề qua, người xấu làm chuyện xấu. Chương 232, Phát triển biến hóa. Sau đó, liền không có sau đó, kia mấy cái quy tắc minh xác quyền uy lúc sau, cũng không có ai dám khiêu khích, sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới tuy rằng không thể nói biến hảo, nhưng ít nhất trở nên minh xác, cũng không có một ít lệnh người lên án đồ vật. Từ lúc bắt đầu, Thạch Vũ liền rất chán ghét cái gọi là tìm quy tắc, quy tắc liền quy tắc, còn có cái gì tìm tàng. Thạch Vũ thích chính là minh xác, nên nhiều ít liền nhiều ít, nói cách khác, liền giống như tặng lễ, ngươi khả năng chỉ cần một điểm nhỏ, nhưng ngươi lại muốn đưa ra một đống lớn, bởi vì ngươi không biết người khác tâm lý giới, chỉ có không ngừng tăng giá, thêm đến chính ngươi trong lòng online. Thạch Vũ không chán ghét tham, chỉ cần có bản lĩnh, ngươi có thể tham nhiều ít, kia đều là ngươi năng lực nhưng hắn liền chán ghét cái loại này làm gì gì không được, phô trương đệ một danh. Loại này người học đòi đồ vật, hắn đã hạ quyết tâm, thế giới này tuyệt đối không cho phép loại đồ vật này tồn tại. Mà minh xác tin tức, chính là đối loại này tồn tại lớn nhất đã kích, có thể nói là, chân chính rút củi dưới đáy nồi. Mà lúc sau, Thạch Vũ lại ở tiềm thức ảnh hưởng bọn họ, làm cho bọn họ hướng đi, tư tưởng đi hướng, hướng chính mình dựa sát. Cuối cùng, thế giới này trở nên vui sướng hướng vinh lên. Đối này, Thạch Vũ cũng chỉ có thể cảm thán, Ai thương mại có quan liền có ám, chỉ cần quan đủ lượng, bóng dáng đích xác càng ngày càng đen ám. Nhưng chỉ cần làm thân thể của ngươi, ở quan hải dương trung, mặc kệ ở hắc ám người, đều không thể hắc ám. Mà nơi này, hắc ám chính là tội ác, quan chính là nhân dân mắt, mắt càng nhiều, xem cũng càng rõ ràng, bi kịch cũng càng ít. Tuy rằng thế giới là lạnh nhạt, khả năng hắc ám ở hướng ngươi vương tay khi, ngươi bên cạnh còn có một đám ăn dư quần chúng. Nhưng lúc này, chỉ cần có điểm ích lợi, như vậy ở quần chúng lực lượng hạ, hắc ám cũng liền như vậy. Đối với điểm này, Thạch Vũ là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, vì phối hợp nó, Thạch Vũ, giả thiết ra một cái siêu kết xù khen thưởng, cơ bản chỉ cần hoàn thành như thế một cái nhiệm vụ, khi kiếp sau liền không lo. Đương nhiên, Thạch Vũ cũng đối nó làm hạn chế, đó chính là không thể cố ý chế tạo, ra này ở ngoài, không có bất luận cái gì yêu cầu. Cũng là bởi vì này, này đấu la đại lục trung xuất hiện một loại thần bí đoàn thể, một khi xuất hiện loại phạm tội sự kiện, hoặc là nói khả năng phạm tội sự kiện, sau đó, một đám người trực tiếp liền ở đàn kia ngồi sống chết chỉ cần xác định đây là phạm tội sự tình, lập tức tiến hành cứu vớt, bởi vì loại tình huống này xuất hiện, Thạch Vũ quy tắc là chân chính thâm nhập nhân tâm. Tóm lại, thiên các hoặc là nói đấu khí đại lục, tại đây mấy năm thời gian, phát triển đến thực hảo, thậm chí nói phát triển đến thật tốt quá, đều có điểm phát triển qua. Thạch Vũ sáng tạo thế giới này quá hoàng mỹ, hoàng mỹ đến sinh hoạt ở thế giới này người, cư nhiên ngu xuẩn tin tưởng vạn giới đều là như thế. Hơn nữa loại này xu thế, cư nhiên càng diễn càng nứt thậm chí đã tới rồi dắt một phát, mà động toàn thân trạng huống. Vốn dĩ mấy vấn đề này, Thạch Vũ là không biết, phía trước cũng nói qua nguyên nhân, không có giải quyết hỏng mất nguy cơ phía trước, nhưng là không có biện pháp quy mô xâm lấn dị thế giới. Mà cũng là bởi vì này, đối với thế giới phát triển, hắn cũng dừng lại đến cái loại này chỉ là nhìn xem, mà đã chịu hắn loại này cá mặn ảnh hưởng, quản lý các thành viên hoặc nhàn cá, hoặc tu luyện, rất ít có người chú ý thế giới thanh danh. Cũng đúng là bởi vậy, mới diễn biến ra loại này cùng bọn họ lý niệm không tương xứng tiếng hô, Rốt cuộc, nếu bọn họ từ ban đầu liền chú ý tới, lấy thạch vũ tính cách, căn bản sẽ không cho hắn phát triển thời gian, trực tiếp liền ở hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, từ nguồn cội phá hủy nó. Cùng mấy người bạn gái, thâm nhập giao lưu một phen lúc sau, thạch vũ cũng chuẩn bị quản lý quản lý hắn sáng tạo ra thế lực, vì này sau hành động làm chuẩn bị. Sau đó, hắn lực chú ý, lại không thể không một lần nữa về tới cái kia tiếng hô thượng. Giờ khắc này, thạch vũ cuối cùng minh bạch, trước kia hắn xem kia một cái nhạnh. Viên Long Bình lão gia tử, ta cả đời này sai lầm lớn nhất, chính là cho các ngươi ăn no cơm, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, liền ở trên mạng hạt bức bức. Mà hắn gặp được chính là, cùng cái này ngạnh muốn biểu đạt ý tứ, đây là cỡ nào tương tự a? À? Hắn chính là đem bọn họ hộ thật tốt quá, cư nhiên dưỡng ra một đám ngốc bức. Nháy mắt, mấy năm nay nhàn cá sinh hoạt dưỡng ra cá mạng tính cách trực tiếp biến mất, thạch vũ lại một lần về tới chính sách tàn bạo thời kỳ. Khi tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, nhưng đối hắn ảnh hưởng, vẫn là có một chút, tỉ như nói hiện tại nếu những cái đó gia hỏa không có chuyện ta đây hôm nay liền cho bọn hắn tìm điểm sự đi theo thạch vũ nói lạc toàn bộ đấu phá nguyên trụ dân trong đầu đều đột nhiên xuất hiện một cái tin tức ngu xuẩn công dân a xét thấy các ngươi mỗi ngày nhàn không đến sự bản thân quyết định đến cho các ngươi tìm điểm ngoạn ý chơi từ hôm nay trở đi từ giờ phút này chấp hành vì phòng ngừa các ngươi bị dưỡng thành sâu gạo từ giờ trở đi các ngươi cần thiết làm việc mặc kệ làm cái gì sự đều cần thiết muốn phù hợp làm yêu cầu này nháy mắt toàn bộ công dân diễn đàn đều tạc nước ra, tuy rằng không có trải qua quá hiện đại xã hội tẩy lễ, nhưng là, một ít thiển tầng ngạnh, vẫn là ở thế giới này phát ra mầm. Khiếp sợ khiếp sợ, khiếp sợ. Thảo. Tuy rằng này đó Internet dùng từ còn rất ít, còn không thế nào đi chơi, nhưng ít nhất đã nảy sinh, không phải sao. Nhìn đến chính mình thủ đoạn hữu dụng, Thạch Vũ cũng cao hứng, đặc biệt là nhìn đến bọn họ thực mau liền minh bạch trong đó ngoạn ý sau, Thạch Vũ càng cao hứng. Tựa như phía trước cái kia thông tri, hắn nói chính là làm, nói cách khác, chỉ cần ngươi không nhàn rỗi phát ngốc, chỉ cần phù hợp bất luận cái gì một sự kiện, đều có thể xem như làm. Thậm chí, mặc dù là phát ngốc, cũng có thể xem như khác loại một loại làm. Đương nhiên, thực mau liền có người tưởng, bình xịt hoặc là nói phun người, không cũng coi như là khác loại làm việc sao. Mang theo loại này tâm tình, loại này may mắn biểu tình, rất nhiều người trước tiên clip mở diễn đàn, chuẩn bị hóa thân tổ an người, tới một hồi kinh thiên động địa chiến tranh. Sau đó liền không có sau đó, khi bọn hắn ở phun người phun một nửa khi, thực mau liền phát hiện, chính mình bị cấm ngôn. Nháy mắt, tường đảo mọi người đẩy, thạch vũ không thấy được, nhưng là cây đổ bầy khỉ tang, thạch vũ, hôm nay kiến thức. Vừa rồi còn ồn ào huyên náo, chuẩn bị một lần nữa đại náo một hồi gia hỏa nhóm, sôi nổi hóa thân chó con, liền kêu cũng không dám kêu. Xác định một ít nhảy nhót vai hề, đã giải quyết không sai biệt lắm, thạch vũ ánh mắt, cũng từ này mặt trên chuyển dời đến càng sâu tầng. Tỷ như, thiên các bên trong nhân viên điều động, phải biết rằng mấy năm nay, cũng không phải là chỉ có nhân dân ở tiến bộ, thiên các thực lực muốn thăng mới là chân chính mau. Một ngày một cái dạng, thậm chí nói, bởi vì thạch vũ thủ đoạn tuy rằng bạo lực một chút, nhưng có bất tử chi thân, bọn họ thừa nhận năng lực, cũng tăng lên không ngừng một chút. Hơn nữa, tự như vừa rồi theo như lời, thạch vũ còn công khai tu luyện công pháp, chuyện này, chẳng những đối nhân dân có thật lớn ảnh hưởng, những cái đó bản thân liền nắm giữ tài nguyên các đại lão, khi càng là chiến lực tiêu mau mau, thậm chí có một ít, đều sinh ra một ít không tốt ý niệm. Sau đó, bọn họ cũng không có gì sau đó, trực tiếp một đạo có lẽ có tội danh, trực tiếp liền tới một cái đánh đòn phủ đầu, mà chuyện sau đó, vậy lúc sau chậm rãi giải quyết. Bất quá vẫn là như phía trước theo như lời, này chỉ có thể xem như ảo tưởng. Chương 233, 233 trước kia quá vãng. Khiên các thế lực chẳng những khổng lồ, lại còn có rất là phức tạp, tuy rằng ở Thạch Vũ lãnh đạo hạ, bọn họ chấp hành lực rất mạnh, nhưng là, khổng lồ kỳ thật cũng đại biểu mập mạp, nếu muốn tập kết một lần, vẫn là yêu cầu lãng phí rất nhiều thời gian. Ở Thạch Vũ tính toán trung, ít nhất cần mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian, mới có khả năng thống nhất tập kết hơn phân nửa nhân thủ. Trước cuộc ban đầu liền nói quá, tu hành tu hành, một bế quan vài tháng, đã nhiều năm vài trăm năm đều có khả năng, hơn nửa thế giới này tạm thời không có ngoại địch quấy nhiễu, tự nhiên những cái đó thích tu hành, bế quan cũng bế đến càng thêm cần mẫn. Duy nhất chỗ tốt chính là, Thạch Vũ hiện tại này đang các thủ hạ, còn rất ít có cái loại này một bế quan chính là mấy năm người, đại bộ phận đều là mấy tháng, trừ phi đột phá đại cảnh giới, bằng không rất khó đánh vỡ cái này thiết luật. Hơn nữa suy xét đến, bọn họ tác dụng chỉ là quét cướp chiến trường, thuận tiện dọn dẹp một chút tàn cục, cho nên, chỉ cần nhân thủ đủ rồi là được. Hạ hảo mệnh lệnh lúc sau, Thạch Vũ lại đối quản lý viên nhóm công đạo vài câu, sau đó liền rời đi nơi này. Đương nhiên không phải trở về đương nhàn cá, phía trước phát hiện cái kia gì thế giới, là Thạch Vũ để lại cho các người chơi luyện tập. Cũng chính là tay mới phó bản, mà hắn thiên các muốn động, cũng sẽ không là loại này hắn muốn tìm mấy cái cường đại điểm thế giới, sau đó trực tiếp nuốt, đến lúc đó, chờ có chí tôn thực lực, hắn liền có thể đi thượng giới, sáng tạo chân chính thế lực. Rốt cuộc, nếu tại hạ giới sáng tạo, tuy rằng thực hảo thực nhẹ nhàng, nhưng hảo xảo bất xảo chính là, hạ giới là người khắc hậu hoa viên, như vậy quá dễ dàng bại lộ. Tuy rằng hắn cũng không sợ sự, nhưng còn có một cái phiền toái nhất, không tốt hơn đi, hơn nữa liền tính lên rồi, hạ giới thiên tài, so với thượng giới trên lệch cũng có chút xa. Mà cái này trên lệch, cũng không phải là chất lượng chênh lệch, bởi vì chỉnh thể tới nói, bọn họ chất lượng không có khả năng kém quá nhiều, mà là trên thế giới hạn. Tựa như ngươi cái kia chiến lực, hạ giới cực hạn cũng chính là 6, mà thượng giới lại là 9, đến đổi vực ngoại, cũng chính là tiên vực, dị vực, bọn họ lại có thể làm được chín trở lên. Đương nhiên, cái loại này trình tự đã không phải thế giới vấn đề, mà là ngươi có thể hay không đạt tới. Rốt cuộc, giai đoạn trước dễ, trung kỳ khó, hậu kỳ chỉ dám đi phía trước xem, này cũng không phải là nói nói, mà là có thực tế số liệu cho nên nói, hắn thế lực căng, tuy rằng không thể lan tràn đến vực ngoại, nhưng ít nhất cũng muốn ở chính bầu trời, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Cho nên nói a, à, hiện tại vẫn là thành thành thật thật cẩu phát dục, chờ ngày nào đó vô địch, trực tiếp trời cao hoành đẩy hết thảy, đánh bạo sở hữu không phục, giết đến chính thiên mười mà, tiếng nghe ngô ngôn. Mà tuy rằng là cẩu phát dục, nhưng hắn cũng muốn đi phát dục nhanh nhất con đường kia a, mà hiện tại, tuy rằng tăng lên kinh tế lửa xém lông mày. Nhưng hắn lại không giống người bình thường, tăng lên thực lực chỉ có một biện pháp, hắn có rất nhiều loại, mà hiện tại muốn lựa chọn, đó là nhanh nhất kia một loại, điệp lượng. Cẩu hệ thống, mau ra đây. Nếu muốn tìm thế giới, như vậy cẩu hệ thống tác dụng, là ắt không thể thiếu, đây cũng là thạch vũ trước kia lưu lại hắn một cái tác dụng chi nhất. Nói cách khác, ai nguyện ý lại biết chính mình bị giám thị khi, vẫn như cũ lựa chọn bị giám thị, không có ít lợi, này như thế nào khả năng đâu. Đương nhiên, cũng không thể toàn nói ít lợi, nếu không có hữu nghị lóc nền, rất nhiều ít lợi là không có khả năng cùng tồn tại tuy rằng rất nhiều người ta nói cái gì thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới như thế nào không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có vĩnh hằng ích lợi những lời này tuy rằng rất nhiều đối nhưng cũng là tương đối tựa như ngươi đột nhiên chạy đến một cái người xa lạ trước mặt nói cho hắn ngươi có một cái kiếm tiền đại kế chỉ cần chúng ta xuất nhân xuất lực kia khẳng định liền sẽ kiếm được tiền này như thế nào khả năng a đúng hay không trước không nói nhân gia như thế nào dùng xem ngốc tự ánh mắt nhìn ngươi liền tính nhân gia tin tưởng vậy ngươi cũng muốn cho người khác một cái tin tưởng ngươi chứng cứ này liền có điểm phức tạp ngươi vô pháp chứng minh chính mình liền tính người khác tin tưởng cũng không có cách nào ngốc tử cùng bồi tiền hóa ngoại trừ mà cái này khi chỉ cần các ngươi hai cái có giao tình như vậy thành công khả năng tính liền phi thường lớn mà đồng dạng lại lấy ra chứng cứ lúc sau mặc dù một ít không muốn tin tưởng người sẽ tin tưởng ngươi hắn không phải tin tưởng nhân phẩm của ngươi mà là tin tưởng chứng cứ này thoạt nhìn giống như không có chênh lệch đều là tay không bộ bạch lang nhưng trên thực tế lại khác nhau như trời với đất liền hướng mặt trên nói nói bọn họ kỳ thật có một cái điểm giống nhau, đều muốn kiếm cái kia tiền, mà đệ một loại, hắn tin tưởng chính là nhân phẩm, mà đệ hai loại, hắn tin tưởng chính là chứng cứ. Này hai loại không phải song song quan hệ, là cầu thang thức. Nhân phẩm cùng chứng cứ là một cái cầu thang, nhân phẩm ở một lâu, cầu thang ở hai lâu, cũng có thể nói là đệ một quan, đệ hai quan. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, này kỳ thật cùng đòi nợ không sai biệt lắm, đệ một loại là liền môn đều không có tiếng, liền đáp ứng rồi, đệ hai loại đều đem ngươi phòng ở hủy đi một nửa, mới miễn cưỡng đáp ứng ngươi nói ai tổn thất đại mà cũng là bởi vì này rất nhiều người hợp tác kỳ thật đều là từ cùng chính mình có quan hệ người bắt đầu ngươi cho rằng đây là chiếu cố ngươi sao đích xác cũng là nhưng lớn hơn nữa có thể là ngươi càng không dễ dàng phản bội thả hắn phát ra càng thiếu mà ở tương đối dưới tình huống hắn thu hoạch cũng càng nhiều khả năng mấy thứ này nói ra liền quá mức thương cảm tình thạch vũ đánh chết cũng sẽ không nói hơn nữa hắn còn phát hiện một kiện thú vị sự tựa như ban đầu liền nói quá hệ thống có thể nói là trừ bỏ vị cách ở ngoài mặt khác đều bị đoạt lấy trong đó tự nhiên bao gồm một ít ký ức mà phía trước cũng nói qua chủ nhân cách kỳ thật là từ trong trí nhớ diễn biến ra tới mà đổi một loại lý giải ký ức chính là nhân cách căn bản mà ký ức đều tàn khuyết mà nhân cách tự nhiên cũng sẽ rách nát mà liền tính không phá toái biến mất cũng không sai biệt lắm mà lúc này cùng nó ký ức sinh ra liên động càng lớn như vậy đối với cái này tân sinh nhân cách ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn mà đối với hệ thống Thạch Vũ tuy rằng cũng không nghĩ như vậy tính toán chi ly tính toán, rốt cuộc như thế nào tới nói, cũng là chính mình bàn tay vàng phải không, tuy rằng không có gì trứng dùng, nhưng ít nhất cũng có thể dùng để lên đường. Bất quá, đây là tự nhiên phát triển quy luật, là nói diễn biến, tự nhiên cũng vô pháp trách hắn. Tổ hệ thống, còn ở làm cái gì, còn không ra gần thấy. Thấy hệ thống như cũ không phản ứng, Thạch Vũ cũng không thể không thổi một chút. Người rống cái trứng nào, còn muốn hay không nhân tu luyện. Liền ở Thạch Vũ chuẩn bị lại thúc giục một lần thời điểm, hệ thống kia không kiên nhẫn thanh âm truyền đến ra tới. Ngươi một ngày ở làm cái gì a? À, ngươi không nhìn thấy có cái gì khác thường. Nghe được hệ thống nói, Thạch Vũ thật sự có điểm tò mò, cái này hệ thống một ngày đang làm cái gì quỷ tên tuổi. Nói ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi không nói ta như thế nào không hiểu. Hảo đi, nếu ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi đi, ta ở thu thập trước kia ta. Có thể là thật sự cao hứng đi, hệ thống nói ra hắn trước mắt ở làm sự. Không nghe hiểu. Bất quá thực đáng tiếc, Thạch Vũ tỏ vẻ chính mình nghe đều nghe không hiểu. Có thể hay không cụ thể nói nói. Bất quá da mặt dày thực, lập tức liền bắt đầu thâm nhập hiểu biết. A. À, chương 234, 234 tin tức. Ngươi xác định phải biết rằng, này khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi lúc sau lộ. Hệ thống trầm mặt trong chốc lát, hoặc là nói ấp ủ trong chốc lát, sau đó nói ra như thế một câu, một câu Thạch Vũ cực kỳ quen thuộc nói. Thảo, lại là loại này tính chất. Hệ thống nói, ý thức thực minh xác, lại là cái loại này không thể nói nói liền vĩnh viễn vô pháp lý giải nhưng hắn con đường này đệ một bước cực kỳ tương tự tuy rằng nghe được hệ thống nói như vậy lúc sau thạch vũ càng thêm tò mò càng muốn phải biết rằng nhưng là hắn cũng minh bạch loại này tính chất khó chơi nếu lúc này tùy hứng tương lai hối hận liền cái phát tiết khẩu đều không có không nói này đó khi một lần nói chuyện phím ngươi hẳn là đã định vị ra một ít thế giới tọa độ đi xác định không có cái gì có thể chiếm tiện nghi Thạch Vũ lực chú ý cũng một lần nữa đã trở lại. Như thế nào, ngươi muốn a? À? Mà đối với Thạch Vũ yêu cầu, hoặc là nói vấn đề, hệ thống không có hồi phục mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Đúng vậy, này nhóm người phát triển tuy rằng còn có thể, nhưng chung quy quá chậm, vốn dĩ ta chuẩn bị giải quyết linh hồn vấn đề lúc sau, mới đến xử lý. Kết quả ở trời xuôi đất khiến dưới tình huống, cư nhiên có thể trước tiên có được năng lực này, tự nhiên, ta cũng sẽ không kéo xuống đi. Mà đồng dạng, đối với hệ thống Thạch Vũ cũng không làm cái gì giấu giếm. Hiện tại hắn, có thể dễ dàng quan sát những cái đó kẻ yếu tư tưởng, hoặc là nói muốn phát. Mà hệ thống, tự nhiên cũng có thể, nếu không phải hắn thượng một lần, không thể hiểu được thăng một ít duy, ngay cả liễu thần, đều hẳn là còn có thể quan sát hắn. Mỗi lần nhìn đến một ít tự cho là đúng người, hắn đều đến mạnh mẽ làm bộ không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nói câu thật sự, hắn kỳ thật cảm thấy rất phiền. Mà đồng dạng, đối với những cái đó có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì, nếu cố tình che giấu, người khác cũng sẽ đối với ngươi cảm giác thực phiền. Hắn có thể mạnh mẽ ấn ra tay xúc động, nhưng Thạch Vũ nhưng không tin, những người đó ấn không ấn đến hạ. Cho nên, vẫn luôn đem chính mình trở thành một người bình thường Thạch Vũ, là phi thường có bức số. Đương nhiên, nếu thật sự có người đem hắn đưa người thường, người đối đãi người thường thái độ đối đãi hắn, vậy muốn nhìn ai có thể đủ háo đi xuống. Tựa như lúc ấy nói giống nhau, hắn tuy rằng có thủ đoạn, hoặc là nói hiện tại còn tồn tại quyết tật, nhưng hai người duy nhất bất đồng chính là. Trước kia hắn, nếu mất đi chân thân, như vậy hắn nhiều nhất trở thành vạn giới người mạnh nhất chi nhất, tuyệt đối không có khả năng trở thành vô địch. Mà hiện tại, nếu mất đi linh hồn, là sẽ không ảnh hưởng hắn hạng cuối, cũng chính là vạn giới người mạnh nhất, này đã là chú định, duy nhất không xác định chính là hắn có thể tại đây người mạnh nhất chi trên đường đi bao xa. Có thể hay không vượt qua đại đạo cái này vô địch, Thạch Vũ hiện tại cũng không xác định, tuy rằng hắn đối tương lai đã từng có phỏng đoán, hoặc là nói giải toán. Nhưng là, đề cập quá xa, lấy giả dối suy đoán ra tới đáp án khẳng định là giả dối là chân chính không trung lầu cát là nhất không thể tin chê cười nhưng dù vậy hắn hạng cuối đã xác định nói cách khác hắn đã có được lãng tư cách mặc dù hắn thật sự lật xe hắn cũng có thể trực tiếp cấp tiểu phá cầu hóa cái trang hoặc là nói cho vạn giới hóa cái trang hóa hồng trang đương nhiên này đó đều chỉ có thể xem như ác chủ bài mà ác chủ bài sở dĩ là ác chủ bài đó là bởi vì hắn mặt trên còn có bài còn không đến sử dụng nó thời khắc mà vì làm này ác chủ bài càng thêm hữu dụng thương tổn lớn hơn nữa càng tinh chuẩn, như vậy thích hợp tránh lui, hoặc là nói thoái nhượng, này còn không phải là thường thức sao. Hơn nữa, Thạch Vũ cũng không cảm thấy chính mình loại tâm tính này, là cái gì thoái nhượng, này càng như là một loại tự mình ước thúc cùng thăng hoa. Đương nhiên, cuối cùng một câu chỉ do suy nghĩ vớ vẩn, Thạch Vũ còn không có như vậy hậu gia mặt. Khi có hay không cái gì yêu cầu, cấp cái chuẩn xác điểm tiêu chuẩn, thế giới quá nhiều, ta trước sàng chọn một chút. Mà đồng dạng, hệ thống đối với Thạch Vũ yêu cầu, không có chối từ, làm cái gì không thể hiểu được sự, trực tiếp cấp ra kết quả. Yêu cầu của ta cũng không như vậy cao, đầu tiên cái kia đại vũ trụ trung, không cần xuất hiện đại la, trừ cái này ra, thế giới cấp bậc tốt nhất thấp một chút, rốt cuộc thiên đạo mấy thứ này, ta có dự cảm, nó khả năng sẽ có năng lực, ngăn cản ta xâm lấn. Ha ha, liền tính ngươi muốn đi những cái đó tồn tại đại la thế giới, ta cũng sẽ không đáp ứng, trước kia ta quên nhắc nhở ngươi, chúng ta như vậy, ở đại la trong mắt là tốt nhất đồ bổ, ngươi cần phải chú ý một chút, ở ban đầu thế giới kia trung, ta cảm nhận được, có người nhìn trộm nếu không phải có mặt khác một của lực lượng ngăn cản chúng ta rất lớn khả năng đã bị phát hiện cái gì có phải hay không cái kia cái kia cái gì thi hài tiên đế nghe được hệ thống nói thạch vũ bị khiếp sợ tuy rằng ở phía trước hắn liền có dự cảm nhưng không nghĩ tới tình huống so với hắn tưởng càng thêm nghiêm trọng hảo không nói này đó thế giới định vị ra sao đối với cái kia tin tức thạch vũ cũng liền kinh ngạc trăm triệu điểm điểm bất quá thực mau trong lòng dao động đã bị hắn đè ép đi xuống đương nhiên là cái loại này vô tình áp chế định vị cái rắm, ngươi nói cái kia yêu cầu, có cái rắm hạn chế A, à, phù hợp ngươi yêu cầu, ở đã biết thế giới, 999.999% ,999 đều còn không ngừng. Vốn dĩ, Thạch Vũ còn tưởng rằng, lập tức liền sẽ xuất hiện tiểu thuyết Trung Quốc truyện, hệ thống liệt kê ra từng hàng trước kia hắn xem qua tiểu thuyết thế giới, yêu cầu chính mình lựa chọn. Kết quả không nghĩ tới, tình huống cư nhiên là như thế này phát triển, này cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Bất quá kỳ thật nghĩ lại một chút, này cũng thực hợp tình hợp lý, vạn giới được xưng vô hạn, ấn một cái thế giới, hắn lại có bao nhiêu cái tác phẩm đâu. Hơn nữa, Thạch Vũ từ hệ thống nơi đó đã biết một cái bí ẩn tin tức, hệ thống lưu cùng Internet lưu kỳ thật ở vạn giới trung, có một cái phi thường khổng lồ vũ trụ. Hơn nữa là cái loại này đa nguyên vũ trụ hình thức, trực tiếp phân liệt vô hạn vũ trụ, mỗi một cái vũ trụ, đều tồn tại như vậy một hệ thống. Bọn họ có lẽ là tư nhân, cũng có thể là công cộng, đã khả năng vô chủ, cũng có thể có chủ. Dù sao ở cái kia đa nguyên vũ trụ trung, này đó hệ thống có thể nói là chân chính thần, cũng có thể nói là thế giới quyền bính chỉ cần được đến như vậy liền tuyệt đối vô địch hoặc là nói tương đối vô địch mà cái này cũng là hệ thống đã từng hỏi hắn ngươi thật sự muốn hệ thống nguyên nhân rốt cuộc hệ thống tuy rằng tự xưng chính mình là hệ thống nhưng hắn trên thực tế là một cái sinh linh chẳng qua là bị người đoạt lấy thôi từ bản chất tới nói hắn cùng cái gọi là hệ thống là không giống nhau đương nhiên ban đầu hắn đối với hệ thống cách nói kỳ thật là không tin hắn thậm chí hoài nghi quá này có thể hay không chính là hệ thống sáng tạo ra tới một cái thế giới dùng để đậu chính mình chơi, hoặc là nói đều càng cao trình tự chơi, làm cho bọn họ thưởng thức một con con kiến cầu sinh chi lử, hoặc là nói tự cho là đúng chi lử. Chẳng qua là sau lại đã xảy ra một ít biến hóa, làm hắn nghĩ tới một sự kiện, một cái khả năng, đúng là bởi vì điểm này, hắn cũng vứt bỏ cái kia khả năng. đương nhiên, mặc kệ là ban đầu, vẫn là hiện tại, Thạch Vũ đều tin tưởng một sự kiện, một cái thế giới có thể ký lục thế giới, không có khả năng có bao nhiêu mà sở dĩ có người cảm giác, mỗi cuốn tiểu thuyết đều có một cái thế giới, rất lớn có thể là bởi vì thế giới quá nhiều, là mạnh mẽ đối thượng. Chương 235, 235 nói chuyện phím. Này kỳ thật liền cùng sinh nhật không sai biệt lắm, 360 thiên, cảm giác lên hảo phân tán, nhưng nếu ở một vạn cá nhân trung, tùy tùy tiện tiện cũng có thể gom đủ vài luân. Mà vạn giới trung, thế giới có bao nhiêu, đó là được xưng vô hạn, mà thư tịch lại có bao nhiêu, tuy rằng nhiều, nhưng cũng là một cái hàng số. Cho nên nói, Suy nghĩ đến nơi đây thời điểm, Thạch Vũ chính mình đều tưởng cho chính mình một cái tác. Này liền cùng ở Hoa Hạ, tìm một cái họ vương người, đó là chân chính nhẹ nhàng. Hảo đi, là ta sai, tốt nhất là cái loại này Tây Huyền thế giới, cấp bậc cũng có thể không cần điều quá cao, trực tiếp lựa chọn loại này thế giới đứng đầu mấy cái. A, à, vừa rồi ngươi thuyết minh xác một chút, hiện tại cũng không cần lại phiền toái một lần, thật là không mang đầu óc. Có thể là nhìn đến Thạch Vũ sai lầm, hệ thống lập tức liền bắt đầu hắn kia một bộ phun tàu. Đừng xả ngươi cái này công cụ người, nhanh lên đem danh sách liệt ra tới, thuận tiện đem đem ngươi có thể thám thính tin tức, đều tìm hiểu ra tới, vừa lúc ta yêu cầu. Thấy gia gia thống giống như thật sự gia đi lên, thạch vũ, cũng không cho hắn tiếp tục phát triển thời gian, trực tiếp liền từ nguồn cội mạc sát hắn tồn tại cảm. Uống, ra nam. Ta như thế nào ra, nói rõ ràng. Yêu cầu thời điểm kêu nhân gia cẩu. Nói A, à, tiếp tục nói A, à, ta kêu ngươi cẩu cái gì, hiện tại lại kêu ngươi cái gì tổng cộng có hai cái tương đối phù hợp ngươi yêu cầu, mặt khác tuy rằng cũng có, nhưng trung liền kém một ít. Đệ một cái thế giới, là một cái chư thần ẩn nấp thế giới, đệ hai cái thế giới, lại đúng là tương phản, bọn họ thần đạo phát triển tới rồi đỉnh núi, đã có vài cái tiếp cận cái gọi là sáng thế chủ cấp bậc người. Hệ thống không có trả lời thạch vũ nói, trực tiếp liền tung ra hắn tra xét kết quả. Kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi, vì cái gì lựa chọn này hai cái, ta nhưng không tin, thật sự như mặt ngoài như vậy đơn giản. Đối với hệ thống nói, thạch vũ cũng không có cấp ra minh xác đáp án sở dĩ lựa chọn bọn họ đó là bởi vì kia hai cái thế giới đạo đều còn ở yên lặng trạng thái hệ thống nói làm thạch vũ trầm tư vài giây bởi vì hắn cảm giác chỗ nào đó cùng chính mình tưởng giống như không giống nhau ngươi nói chư thần ẩn nấp thế giới đạo là yên lặng trạng thái ta còn tin tưởng nhưng một cái khác ngươi không phải nói hắn đã phát triển tới rồi đỉnh sao lúc này lý nên tới nói đạo cũng ở vào nhất đỉnh đi ha ha xảy ra chuyện gì vài giây Hệ thống đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng cái kia thanh âm có thể thượng tiếng cười, rất là quỷ dị, nhưng như thế nào tới nói, cũng là cộng đồng sinh sống đã nhiều năm người đâu, Thạch Vũ, vẫn là có thể nhìn xuống tới. Ngươi nói hay không? Không nói. Ta đi trước. Nguyên nhân là cái gì? Chính ngươi cũng nên nghĩ tới đi, cùng ngươi tưởng không sai biệt lắm, nếu kêu đỉnh, như vậy đỉnh qua, đương nhiên nên đi đường xuống dốc. Nếu đỉnh qua như cũ là đỉnh, kia phía trước cái kia lại tính cái gì đâu? Ý của ngươi là, bọn họ đều sẽ thất bại lại là tự hỏi vài giây, thạch vũ mới không xác định hỏi. ha hả, như vậy cùng ngươi nói đi, những cái đó thần thần quỷ quỷ đều thích làm cái gì tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng chi lực chẳng những có thể đề cao thực lực, kỳ thật còn có một cái rất quan trọng che giấu hiệu quả, đó chính là đề cao lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ. pháp tắc thứ này a là một cái chân chính thứ tốt đối với những cái đó tu vi thấp là chân chính bảo mệnh chi vật, chính là a thứ này tìm hiểu càng sâu, như vậy liền càng khó từ pháp tắc hướng quy tắc chuyển biến ngươi hẳn là rõ ràng này hai người khác nhau đi. Pháp tắc là sử dụng, quy tắc là nắm giữ, không biết ta nói đúng không? Hệ thống nói, vẫn là làm thạch vũ mang giật mình, rốt cuộc lại kiến thức tới rồi càng nhiều đồ vật. Đúng cũng không đúng, nói đúng, là bởi vì ngươi đại đề phương hướng là đúng, nói không đúng, là bởi vì ngươi chú ý điểm sai rồi. Quy tắc quy, cũng không phải là quy phạm quy, mà là quy định quy, cùng lý, pháp tắc pháp, cũng không phải pháp lực pháp, mà là pháp luật pháp. Pháp luật. Ngươi xác định, không biết vì cái gì, Thạch Vũ phía trước hoàn toàn không để ý, ngược lại chỉ chú ý tới này hai chữ. Đúng rồi, ngươi suy nghĩ một chút, pháp luật tác dụng rốt cuộc là cái gì? Còn có thể là cái gì, đối người tiến hành ước thúc bái. Hơn nữa vẫn là thiếu bộ phận người, đối tuyệt đại bộ phận người ước thúc. Tuy rằng đã biết hệ thống ở đào hố, nhưng cho nên vẫn là trực tiếp nhảy xuống. Nói phi thường đối, mà pháp tắc cũng là như thế, nó là thiên đạo đối chúng sinh pháp luật. Mà cái gọi là nắm giữ pháp tắc người kỳ thật liền cùng luật sư không sai biệt lắm, bọn họ có thể lợi dụng pháp luật một ít mơ hồ khái niệm, tiến hành tự mình hơi thao. Mà hai người duy nhất khác nhau, đó chính là thiên đạo pháp luật càng thêm rộng thùng thình, vượt phúc cũng càng thêm đại, tương đối, tại đây loại hoàn cảnh hạ luật sư, nó tác dụng cũng trở nên lớn lên, thả đào tạo càng thêm đơn giản lên. Ha ha, nói như vậy ta tính minh bạch, thói quen sử dụng cái phễu người, như thế nào khả năng nghĩ đến chính mình có thể trực tiếp sửa trình tự, mà liền tính nghĩ tới, hắn cũng không đổi được này kỳ thật liền cùng câu kia nổi danh internet ngạnh không sai biệt lắm nếu lựa chọn quỳ liếm liền không cần nghĩ hôn môi tuy rằng bề ngoài bất đồng kỳ thật chính là đổi thang mà không đổi thuốc ngươi nói cũng không tồi như thế nào lựa chọn cái nào trước nhìn xem đi rốt cuộc cũng không phải cái gì tiểu hài tử tổng không có khả năng nói một cái liền tuyển một cái đi nếu khả năng ta tưởng hai cái cùng nhau ngươi về điểm này người đủ sao hệ thống tuy rằng là ở trào phúng nhưng trên thực tế hắn thật là ở trào phúng rốt cuộc hai cái đều là đại vũ trụ cấp thế giới, nói câu khó nghe điểm, đơn thuần nhân số, đều có thể đôi chết trừ thạch vũ ngoại mọi người. Bất quá, đó là bình thường xâm lấn, rất nhiều người đều nói bất tử bất diệt là lớn nhất tai họa, này thật là, nhưng nếu ngươi có thể hạn chế năng lực này, hắn lại là tốt nhất chiến tranh thủ đoạn. Bởi vì bọn họ không sợ chết, minh bạch chính mình không chết được lúc sau, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều có thể làm. Mà một khác điểm, tại minh bạch thạch vũ bên này có được tiêu trừ bọn họ lực lượng lúc sau, bọn họ sẽ vì sống sót, sẽ không phản kháng thạch vũ mệnh lệnh. Bất tử bất diệt, cũng không phải là kinh nhân tử vong, hắn là tử vong lớn nhất kéo dài, ý chí kiên định người, có lẽ không sợ chết, nhưng đương hắn liên tục thử nhiều lần lúc sau, không sợ chết cũng sợ. Mà phía trước cũng nói qua, thạch vũ bên này chính là rửa sạch quá rất nhiều lần, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới thành thành thật thật. Nếu thật sự hai giới giao chiến, tại minh bạch đối phương, vô pháp giết chết chính mình, nhưng lão đại của mình lại có đối phó chính mình thủ đoạn lúc sau, hết thảy mục đích đều sẽ thống nhất, sẽ xuất hiện trừ cái này ra đệ hai cái thanh âm. Cũng là vì điểm này, Thạch Vũ mới dám dùng một cái thế giới người, xâm lấn vũ trụ. Lại không đủ, ngươi không phải rất rõ ràng sao. Hảo cấp kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Vừa đi vừa nói chuyện. Hệ thống nói như thế một câu lúc sau, Thạch Vũ lại cảm giác được, chính mình rời đi thế giới này, hướng về không biết nơi đi trước. Chương 236, 236 hư vô một khát mặt. Kỳ thật muốn nói cái gì kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cũng liền dáng vẻ kia, cùng ngươi xem tiểu thuyết trung không sai biệt lắm, có chủ vị diện, thứ vị diện, còn có làm bằng sắc vực sâu. Khi quan minh giáo hoàng hẳn là sẽ không thiếu hụt đi. Có là có, chẳng qua không thế nào lợi hại thôi, thế giới kia giáo đoàn quá nhiều, cũng không phải thường quy, quan minh áp sụp hết thảy, ngược lại có một loại trăm nhà đua tiếng cảm giác. Nói nói cấp bậc đi, trực tiếp từ thần cấp bắt đầu, ta cảm giác cái kia cấp bậc, ở vạn giới trung hẳn là một cái thông dụng, cũng không phải chỉ một. Tự hỏi trong chốc lát, Thạch Vũ mới như thế nói một câu ngươi nói không tồi, bởi vì mỗi cái thế giới thể lượng bất đồng, bọn họ biểu hiện ra ngoài chiến lực cũng không giống nhau, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là có ba cái đại cảnh giới. Siêu phàm, Trường sinh, Bất hủ. Ta cảm giác ở thổi, nhưng ta không có chứng cứ. Cùng ngươi tưởng không sai biệt lắm, đích xác có điểm thổi, cái gọi là siêu phàm thực bình thường, chính là bước đầu tiếp xúc siêu phàm thế giới. Mà Trường sinh cũng không phải chân chính Trường sinh, là tương đối, bọn họ đối với người tới nói, có thể là cái gọi là Trường sinh tiên nhân kỳ thật cũng liền sống cái một vạn năm nhiều điểm, nên dùng thời điểm vô dụng, không nên dùng thời điểm cũng vô dụng. Mà cuối cùng bất hủ, càng là thổi có điểm ngưu, đối với người tới nói, bọn họ đích xác bất tử bất diệt, đó là bởi vì bọn họ cùng thế giới tương liên, thế giới bất diệt, bọn họ liền bất tử. Đương nhiên, nếu gặp được lợi hại hơn, vẫn là tồn tại, tính cả thế giới cùng nhau bị chụp toái khả năng. Như vậy thế giới này tối cao cấp bậc là nhiều ít. Không có trầm mặt, Thạch Vũ trực tiếp liền hỏi ra chính mình muốn biết đến tin tức. Trường sinh, không có bất hủ, mà bọn họ mạnh nhất mấy cái, đại khái có cái gọi là trí tôn chiến lực đi. Ở thế giới kia trung, thần linh là cái đại cảnh giới, lại có 7 cái tiểu cảnh giới, vừa lúc cùng thế giới kia đối ứng, mà phía trước liền tương đối thường thấy, chính là cái gì truyền thuyết sử thi, lạng đường cái giả thiết. Pháp tách có hạn chế sao, là thường quy giả thiết trung, thần linh không thể dễ dàng động thủ, vẫn là luyện ngục cấp giả thiết, thần linh tùy tiện làm loạn. Ha ha, như thế nào khả năng hạn chế được thần linh, kia thế giới, có tính ngưỡng cái này giả thiết, hơi chút có điểm danh khí thần, đều dựa vào tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ một đống lớn phân thân, mỗi ngày làm sự, hôm nay cấp thánh tử giáng xuống chút phúc, ngày mai cấp thánh nữ tẩy lễ, dù sao là mỗi ngày đều tưởng lên đầu đề. Hảo, này liền không hảo làm. Nghe đến đó, Thạch Vũ thật sự có điểm tao không được, này còn như thế nào chơi, thực lực của hắn cũng liền cái đệ ba cảnh, giai đoạn trước khả năng trang trang bê, nhưng là những cái đó lão âm bước ra tới lúc sau, hắn cũng chỉ có bị treo lên đánh. Nếu là như thế này, nhưng còn không có cái gì, lại dung hợp cái kia vũ trụ sở hữu vật lúc sau, thực lực của hắn khả năng sẽ trong nháy mắt bạo tăng, không biết nhiều ít. Nhưng này đó, hắn vô pháp sử dụng A. Hắn sở dĩ như thế bút, đó là bởi vì hắn có vài phương diện, sau đó hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới biết được ra cái này tên là Thạch Vũ, lại là vạn giới nhất U. Hắn thống lĩnh vạn giới hoặc là nói chinh chiến vạn giới là có hai bên mặt, một, đoạt lấy vật chất, cũng chính là tăng lên thực lực của hắn, nhị, đoạt lấy sinh linh, này có hai cái hào phóng pháp, nhất thống nhất thế giới, cũng chính là đem những cái đó có thể phản kháng thế lực toàn bộ xử lý, sau đó thống nhất. Mà trừ bỏ cái này ở ngoài, hắn còn có một cái khác biện pháp, đó chính là toàn bộ xử lý, chỉ cần thủ hạ của hắn, đem đám kia người toàn bộ huyết tẩy một lần, này hai người, đều có thể thành lập trực tiếp liên hệ. Trước cuộc phía trước cũng nói qua, thế giới này mọi người, hắn, mà không phải chân chính thuộc về bọn họ, bọn họ càng như là một loại tô giới quan hệ, đến nỗi đem chính mình đồ vật thuê cho người khác, duy nhất khác nhau, chẳng qua có phải hay không tiền thôi. Cho nên nói, Tuy rằng là bọn họ chém người, nhân quả cũng là bọn họ thừa nhận, nhưng trên thực tế, này đều có thể xem như vì hắn làm việc. Nói cách khác, hắn bổn hẳn là chiếm cứ lớn nhất nhân quả hoặc là nói tội ác, nhưng chân chính nói, liền sẽ không tìm hắn, nói cách khác, hắn có thể hoàn thành mục đích của chính mình, nhưng lại trừng phạt không đến hắn. Tuy rằng nói, hắn cũng không sợ cái gì trừng phạt, nhưng không có ít nhất tâm tình thoải mái không phải sao. Nhưng mặt trên theo như lời hết thảy, kia đều là muốn đại quy mô xâm lớn sau mới có thể tồn tại, thạch vũ sở dĩ cảm thấy khó làm, đó là bởi vì ở hắn xâm lấn thời điểm rất lớn khả năng này một đám thần linh sẽ trực tiếp phái ra phân thân đem hắn các tiểu đệ mấy bàn tay liền chụp chết như vậy căn bản vô pháp tiếp xúc đến những người đó ngươi nói này được không làm hơn nữa này còn chỉ là mặt ngoài phía trước cũng nói qua thế giới này cơ bản phát triển tới rồi cực hạn tự nhiên nói cũng tồn tại thạch vũ bao trùm ăn mòn lý luận đi lên nói chỉ có đại la mới có thể xem xét cũng ngăn cản nhưng lý luận sở dĩ là lý luận đó là bởi vì nó không có thực tiễn Tuy rằng thực không thoải mái thực khó chịu, nhưng Thạch Vũ cũng không thể không nói, hắn ăn mòn, nói hẳn là có biện pháp ngăn cản, hoặc là nói hắn có năng lực phản kháng. Đương nhiên, chỉ là phản kháng thôi, hắn tác dụng, lớn nhất khả năng, cũng chỉ là kéo dài bị cắn nuốt thời gian. Rốt cuộc, như thế nào tới nói, hắn bằng hữu vật tư chính là muốn càng cao cấp, nửa bước thăng duy cũng là thăng duy. Này kỳ thật là cùng ung thư tế bào có điểm cùng loại, nhưng cũng gần chỉ có một chút, hắn bao trùng hoặc là nói lây bệnh tính muốn so nó càng cường nhưng trên cơ thể người toàn lực chống cự dưới tình huống, hoặc là nói, nhân thể tài nguyên không có tiêu hao xong phía trước, là vô pháp hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói thay đổi. Mà thế giới cũng là như thế, loại này chống cự, đại khái sẽ tiêu hao thế giới chỉnh thể thọ mệnh một nho nhỏ tiểu bộ phận thời gian. Nhưng là, đặt ở người trên người, này một nho nhỏ tiểu bộ phận thời gian, khả năng đắc dụng trăm triệu tới làm đơn vị đi. Ai, vốn đang tưởng trọng cái lười, tới thế giới này nghĩ phép, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên gặp loại sự tình này, Ta thật là cái lao lực mệnh. Suy nghĩ nửa ngày, Thạch Vũ cũng chỉ có thể xác định một sự kiện, ở chính mình không động thủ dưới tình huống, thế giới này nếu muốn toàn diện tiếp quản, ít nhất đến tưởng vài vạn năm đi. Mà ở nghĩ đến đây lúc sau, Thạch Vũ cũng không thể không làm lại nghề cũ, tuy rằng trước kia hắn là dựa vào thực sự lực, lúc này đây đi không có biện pháp như vậy chơi, bất quá tính chất cũng nên không sai biệt lắm. Xác định mục tiêu lúc sau, Thạch Vũ cũng không có tâm tình tưởng này đó, hiện tại, hắn lại nhìn về phía hư vô vì ban đầu nói như vậy không sai biệt lắm bởi vì hư vô thời gian quá thật sự chậm lý luận đi lên nói ở hư vô trung lên đường là thực lãng phí thời gian này cũng không phải miệng tỏ vẻ cái kia lãng phí mà là chân chính lãng phí rốt cuộc ở chỗ này quá một giờ ở bên ngoài khả năng đã qua đi không biết bao lâu thời gian rốt cuộc thời gian quá thật sự chậm không phải sao nhưng đó là hắn thượng một lần hiểu được bởi vì kỳ thật nghĩ lại này kỳ thật thực không bình thường bởi vì loại này cách nói cùng hắn cảm thụ kỳ thật không phù hợp dựa theo hắn cách nói, lý luận đi lên nói, mỗi xuyên qua một lần thế giới, rất có thể quên, đã qua vô số trăm triệu năm. Nhưng trên thực tế đâu, cũng không có. Thạch Vũ sở dĩ có thể nghĩ đến điểm này, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn ở suy nghĩ vớ vẩn, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Cứ như vậy, hắn phát hiện cái này đầu mâu, tiến tới phỏng đoán đi xuống, phát hiện cái này cùng chính mình đã biết tin tức tương bội tin tức. Chương 237, 237 đã đến. Trước cuộc hắn loại tình huống này, càng như là cái loại này thời gian gia tốc hơn nữa là toàn bộ không gian trong phạm vi sở hữu tồn tại nói cách khác liền cùng phía trước theo như lời giống nhau lướt qua một cái hư vô không gian khả năng liền sẽ lãng phí vô hạn thời gian phải biết rằng mặc dù không có này đó hạn chế muốn vượt qua như thế xa khoảng cách cũng yêu cầu tiêu hao không ngắn thời gian nhưng phía trước cũng nói qua xuyên qua này đoạn không gian kỳ thật cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian thậm chí khả năng cũng liền vài giây thôi này liền có điểm dọa người cùng tiêu chuẩn đáp án trống đánh xuôi kèn thổi ngược chỉ cần không phải cái ngốc tử đều minh bạch trong đó có vấn đề ngốc bức hệ thống ngươi hẳn là biết ta suy nghĩ cái gì đi mau ra đây giải đáp minh bạch này đề đã siêu cương thạch vũ cũng không phải cái khờ khạo lập tức bắt đầu rồi bên ngoài xin giúp đỡ ta là thiếu ngươi tiền sao bất quá thực đáng tiếc hắn mời vị kia bên ngoài khách quý đối hắn thực không cảm mạo ha hả ngươi lại không phải không biết ta tính cách nhanh lên nói cho ta đáp án mà đối với hệ thống không cảm mạo thạch vũ tỏ vẻ chính mình rất rộng lượng, không thèm để ý điểm này việc nhỏ. Ngươi tưởng kỳ thật rất đúng, nhưng cũng sai rất thái quá. Nói rõ ràng điểm, bằng không hậu quả ngươi biết đến. Hệ thống kia không khách khí nói, làm thạch vũ có điểm ngượng ngùng, bất quá nháy mắt, kia cổ ngượng ngùng liền biến mất. Ngươi từ ban đầu, liền làm một sự kiện, chúng ta cũng không phải là bay qua đi, mà là truyền tống. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, lý luận đi lên nói trong nháy mắt sự, bị kéo dài như thế lâu, này rốt cuộc tăng lên nhiều ít lần. Hệ thống nói, nháy mắt liền đánh thức thạch vũ bọn họ hiện tại lên đường phương thức càng như là một loại nhảy lên ở hai dây mặt bằng thường loại này biểu hiện là nhảy lên mà ở ba dây mặt bằng thường mà là càng thêm thâm trầm vĩ độ cũng chính là hiện tại trải qua hư vô bất quá loại này lên đường phương thức cùng nhảy lên vẫn là có điểm khác nhau bởi vì hắn cái này chính là chân chính thuấn di đương nhiên nói là thuấn di nhưng ở càng cao duy độ xem ra kỳ thật cùng nhảy lên không sai biệt lắm chỉ là tốc độ càng mau thậm chí đạt tới không chênh lệch cũng chính là tiêu hao thời gian không có vượt qua một đơn vị thời gian cũng chỉ có như vậy mới có thể nói là thúng di đương nhiên loại này hiểu được phương thức cũng bao gồm lưu lạc cũng chính là tự mình phiêu lưu phía trước cũng nói qua nhưng gia sở dĩ có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống đó là bởi vì bọn họ đã vĩnh sinh mà dù sao đều sống bất tử như vậy lãng phí một chút thời gian bọn họ cũng không thế nào để ý có thể nói những cái đó dân du cư là chân chính lưu lạc là chân chính bốn biển là nhà đi đến nào nghĩ đến nào Vừa đến không gian cái khe mở ra, Thạch Vũ từ giữa đi ra, tuy rằng là nhảy lên, nhưng không biết vì cái gì, tiến vào giờ quốc tế, hắn như cũ yêu cầu tiến một lần không gian, không thể trực tiếp xuất hiện. Đánh giá một chút hoàn cảnh, sau đó Thạch Vũ nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ thế giới này linh khí. Như thế nào tới nói đi, còn có thể, kia cũng gần là có thể, đại khái tương đương với hoàng mỹ thế giới, một cái vương cấp thế lực hắn sở tọa lạc trung tâm trong phạm vi. Tuy rằng loại này cấp bậc linh khí sinh động độ cùng lượng, ở thế giới này thoạt nhìn thực không đơn giản rốt cuộc này vẫn là bình thường địa phương, nếu là cái gì cao đẳng che giấu phó bản A Linh Tinh, sợ là đến lại phiên cái mười mấy lần, khi đó mới kêu sướng lên mây. Chính là, vừa rồi cái loại này cách nói, là giới hạn chỉ hạ giới, nếu là thượng giới, mặc dù là thượng giới đầy đất, cũng không thể so cái này kém. Đây chính là không bình thường, tuy rằng hai cái đại vũ trụ tồn tại bản chất chênh lệch, nhưng cũng không nên kém như thế đại A. Ngươi nói sao bất quá toàn bộ thế giới sao, vậy ngươi ít nhất không kém gì một cái vực, tiên vực cái loại này vực. Rốt cuộc, Mặt ngoài thoạt nhìn, hoàng mỹ thế giới cũng liền ba bốn đại địa đồ, cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực, còn có giới hải, cùng cuối cùng cuối cùng nơi. Nhưng thực tế thượng nào, qua một cái giới hải diện tích, liền phải so dư lại tới, thêm lên còn muốn nhiều. Tiếp theo, cuối cùng nơi diện tích cũng không kém gì ba vực sở thêm sở hữu diện tích. Như vậy tính toán, hoàng mỹ thế giới chỉnh thể diện tích, lập tức liền khoách mấy chục lần, mà lấy trong đó đến một cái vực, tới đối lập toàn bộ vũ trụ, này kỳ thật là có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch rất lớn. Nhưng tình huống hiện tại chính là, bọn họ không có chênh lệch, vậy không hảo chơi. Gần trong nháy mắt, Thạch Vũ sẽ biết, nơi này khẳng định mua một cái ám chiêu, có thể là cái hố to, hiện tại nhảy vào đi, khả năng bò đều bò không ra. Hệ thống, liệt số liệu. Không nghĩ ra, liền tạm thời không nghĩ, Thạch Vũ trực tiếp đã kêu hệ thống, tính toán nhìn một cái, hiện tại thế giới này tình huống. Đến nỗi như thế nào xem. Ký chủ, Thạch Vũ. Cảnh giới, truyền thuyết. Chiến lực, trung vị thần hệ thống, ngươi cái này chiến lược giả thiết có điểm phiêu Nga, không nên là 17, 8, 9, 20, 30 sao. Đã lâu không mở ra hệ thống giao diện, Thạch Vũ lúc này mới phát hiện, này biến hóa có điểm đại Nga, đặc biệt là chiến lực, trước kia chính là con số, hiện tại càng cùng loại với cảnh giới. Sở dĩ dùng con số tỏ vẻ, đó là bởi vì, còn có thể ở cùng cảnh giới trúng kế tính ra tới, cùng ngươi cái này, ta như thế nào tính toán. Hệ thống ngươi này, thật đúng là một đao thấy huyết A. À. Lại nghe được hệ thống kia thổi phòng nói, thạch vũ thực không phúc hậu cười đi rồi nghiên cứu đi xác định chính mình định vị lúc sau thạch vũ cũng bắt đầu rồi thế giới này độc hành thế giới này đối với hiện tại hắn tới nói thật đúng là cái bảo tàng đã có thể hiểu biết thần tính cũng có thể quan sát tính ngưỡng trừ bỏ này hai cái minh xác thời điểm ngoại hắn còn có dự cảm trận này lữ hành lúc sau hắn khả năng còn sẽ thu hoạch càng nhiều thứ tốt thánh quang thành thánh quan giáo đoàn đại bản doanh cũng là thạch vũ hiện tại tạm thời điểm dừng chân xem ra thế giới này đã năm thiên lấy thực lực của hắn, nếu muốn được đến tin tức, đó là phi thường đơn giản. Cho nên, ở nhiều lần tìm hiểu, xác nhận thánh quan giáo đoàn nội cất chứa tàn thư, ghi lại không ít bí ẩn sau, thạch vũ, liền hạ quyết tâm, đây là của ta. Đương nhiên, hắn cũng không phải khờ bao, cũng không có lỗ mãn nhiên nhiên đi tìm việc tính toán, sở dĩ làm hắn hạ định cái này quyết tâm, nguyên nhân rất đơn giản. Thánh quan giáo đường hiện tại tuy rằng nghe rất vi phong, chiến lực cũng còn có thể, nhưng trên thực tế, kỳ thật cũng như vậy. Ở trong thế giới này, cũng không phải thường quy tín ngưỡng giữa đường tương phản tín ngưỡng tác dụng cũng không có như vậy ngư bức như vậy dầu cao vạn kim nó càng như là một loại tài liệu một loại không cần tiền tài liệu một loại có điểm đặc thù hiệu quả tài liệu đồng dạng nó còn có một cái khác hiệu quả làm cái này có điểm râu ria đồ vật cũng không có có vẻ như vậy râu ria chính là phía trước theo như lời gia tốc tu luyện thế giới này thần có 7 cái cảnh giới tiền tam cái cảnh giới có thể dựa vào đại lượng tín ngưỡng chi lực nhanh chóng thông qua mà lúc sau bọn họ tắt sẽ chậm rãi thoát khỏi tín ngưỡng ảnh hưởng, trở thành một cái, chân chính cao cao tại thượng, hơn nữa không có bất cứ thứ gì, có thể ảnh hưởng hắn bản chất thần. Nói cách khác, so thạch vũ lợi hại, sẽ không như thế nào để ý tín ngưỡng nhiều ít, mà so với hắn nhược, liền tính để ý cũng đánh không lại hắn. Hiện tại hắn, chính là tạp tại đây thần kỳ trạng thái hạ, có thể nói là chân chính không chỗ nào cấm kỵ, nhưng cũng liền cười cười mà thôi, hắn cũng không phải là ngốc bức. Không chuẩn nơi nơi loạn cộng trực tiếp bị người chụp đã chết làm sao bây giờ, tuy rằng chụp bất tử hắn, nhưng cũng rất đau a, à, lại còn có có khả năng bị người hạn chế hoặc là nói phong ấn, kia mới là chân chính phiền toái. Chương 238, 238 tia nắng ban mai. Cùng thế giới này tình huống, hơn nữa thực lực của ta, hôm nay có thể hoàn thành lần này ăn trộm đi. Hạ quyết tâm lúc sau, Thạch Vũ cho chính mình đánh một hơi, giờ phút này hắn có chút khẩn trương, hôm nay vẫn là đệ một thứ trộm đồ vật, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không thành công. Nếu không thể thành công, bị người phát hiện, khi đó liền không hảo chơi cái kia chỉ có hóa thân diệt thế đại ma, cho bọn hắn tới một hồi hủy diệt đã kích. Trong lòng một bên lo lắng chính mình thất bại, rốt cuộc nên làm sao bây giờ, thạch vũ một bên dùng hạ thấp tồn tại cảm trận pháp, thêm vào ở trên người mình. Sau đó, liền một bên ồn ào, một bên ngân ngang tiến vào thánh quan giáo đoàn tổng bộ. Nhưng mà, hắn như vậy quan minh chính đại, lại không có bất luận kẻ nào nhảy ra ngăn cản, những cái đó nhìn đến người của hắn, đang chuẩn bị kêu hắn một tiếng thời điểm, bọn họ liền tập thể cương một chút, như là không biết chính mình nên làm cái gì, sau đó liền không có sau đó mà đối với này nhóm người thay đổi hoặc là nói biến hóa thạch vũ điểu cũng chưa điểu hắn hiện tại hắn cảm giác chính mình giống như lạc đường không phải đổi tới đổi lui cái loại này lạc đường là không biết nên đi chỗ nào không biết mục đích địa ở đâu nói câu thật sự cơ bản không có khả năng lạc đường hắn không gian lập thể cảm thật sự rất mạnh đi rồi một lần lúc sau tự động con đường này liền sẽ hiện ra ở hắn trong đầu cùng hắn xem thêm tự hỏi đúng là bởi vì năng lực này Thạch Vũ mới không có nghĩ tới tìm hiểu cụ thể tin tức, đã ở hắn xem ra, chính mình có thể chậm rãi đi xem. Nhưng căn phòng này thật sự quá nhiều, nếu là như thế này, còn tính tốt, còn có chút là trụ người, còn có chút là như thế này, như vậy, dù sao thượng vàng hạ cám, không có một cái thống nhất. Cuối cùng, hắn cuối cùng nhớ tới, tiểu thuyết trung vai chính gặp được loại sự tình này, sẽ phát sinh sự tình. Hiện tại hẳn là ra tới hai cái áo rồng, một bên thảo luận ta mục đích địa, một bên hướng nơi đó xuất phát đi. Cũng không phải thạch vũ tự phụ, chủ yếu là hiện tại hắn khí vận thật sự có điểm, hắn cảm thấy, ngươi chỉ cần đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nhưng là không cần nói ra, chỉ cần biểu hiện ra ngoài, vận lập tức liền sẽ đem nó an bài thường. Nghe nói tia nắng ban mai thánh nữ đang ở chúng ta giáo đoàn, nói là muốn tìm đọc một ít ẩn mật, cũng không biết có phải hay không thật sự. Quả nhiên, hiện tại thạch vũ cảm thấy nên người tới thời điểm, chỗ rẻ chỗ, thực bình thường đi ra hai cái một cao một thấp bóng người. Mà giờ phút này, cái kia lùng một chút người, điểm này bác quái nói, thạch vũ muốn bí mật quản hắn có phải hay không thật sự, đi xem không phải được rồi. Một cái khác vóc dáng cao, lại vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe nói tia nắng ban mai thánh nữ chính là chúng ta thần quyến đại lục nổi danh Mỹ nữ, cũng không biết có bao nhiêu Mỹ, nếu ta. Làm được cuối cùng, kia lùng một chút người, đầy mặt đáng kinh, liền kém lưu chút chảy nước giải. Không cần tưởng những cái đó không nên tưởng sự, ta nhưng nghe nói, tia nắng ban mai thánh nữ nhưng không đơn giản, nghe nói nàng chảy xuôi thần huyết mạch, người này biểu hiện, nếu bị nàng thấy được, người đoán sẽ có cái gì hậu quả khi nắng ban mai thánh nữ ta cảm giác được một cổ lực lượng thần bí này sợ là vai chính hậu cung đi cũng không biết là ta ảnh hưởng vẫn là nguyên vai chính ảnh hưởng tính đi xem thạch vũ nói xong lúc sau trực tiếp vận dụng chính mình thần thức bắt đầu rồi xem xét cái này địa phương mà cũng trong nháy mắt này vài cái địa phương đồng dạng xuất hiện các loại cảm giác cũng hướng về thạch vũ phương hướng lan càng này ý tứ không cần nói cũng biết bọn họ muốn nhìn một chút thử xem rốt cuộc này cổ cảm giác hoặc là nói lực lượng ở bọn họ xem ra đây là thực xa lạ, là bọn họ trước nay chưa thấy qua. Mà phù hợp này đó yêu cầu, bọn họ chỉ có một, có ngoại địch xâm lấn. Bất quá thực đáng tiếc, bọn họ về điểm này lực lượng, đối thạch vũ ảnh hưởng, tiếp cận với vô. Nhưng dù vậy, hắn vị trí cũng như cũ bại lộ, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, tương đối định vị. Chỉ cần trạm vị bất đồng, đối với người đồng thời sử dụng cảm giác, liền tính không thể minh xác biết, nhưng là đại khái vị trí, vẫn là nhẹ nhàng minh minh xác xác. Mà cũng là này trong nháy mắt, Thạch Vũ cũng xác định mục tiêu của chính mình, dây tiếp theo sở hữu cảm giác toàn bộ biến mất, hoặc là nói thu hồi, bao trùm ở chính mình trên người. Đương nhiên, nếu gần là như thế này, hắn vị trí như cũ bại lộ, rốt cuộc hắn loại trạng thái này, là phi thường thấy được. Mà tự nhiên, Thạch Vũ là sẽ không như vậy chơi, ở rút ra một bộ phận thần thức triệt tiêu bọn họ cảm giác khi, Thạch Vũ lại dùng dư lại tới lực lượng, tiến hành rồi hoàn cảnh, hoặc là nói thành tượng quấy nhiễu. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, ban đầu hắn cái loại này bù trừ lẫn nhau trạng thái, liền cùng bàn gỗ thượng có một cái động như thế rõ ràng minh tế sau đó ở hắn lực lượng quấy nhiễu hạ cái này động hoặc là nói cái này động hình ảnh trực tiếp che che lại liền tương đương với cầm một trương cùng chung quanh giống nhau như đút giấy dán trực tiếp dán ở cái này động mặt trên trong tình huống bình thường là không có khả năng bị phát hiện đương nhiên hiện tại tình huống không bình thường là tồn tại bị phát hiện khả năng bất quá hắn lại không phải bất động loại này tỷ lệ cơ hồ vì vô mà bên kia thạch vũ mục đích địa tia nắng ban mai thánh nữ hiện tại nơi địa phương thánh nữ đại nhân không biết ngươi sở tìm đến tột cùng là vật gì vừa rồi trong nháy mắt kia thánh quan giáo đoàn giống như xuất hiện cái gì dị động không biết cùng ngươi tìm kiếm có hay không liên hệ ở một cái rộng lớn thả tràn ngập thư tịch địa phương một cái ba bốn mươi tuổi trung niên mỹ phụ chính vẻ mặt cung kính đối với một cái ngồi ở ghế trên an tỉnh đọc sách mỹ lệ thiếu nữ nhẹ giọng nói liên gì ta đều nói ta thật sự chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem thật sự không phải tới tìm đồ vật nếu ta ôm loại này ý tưởng, thánh quan giáo đoàn đám kia người sẽ làm ta tiến vào sao? Giờ phút này, tia nắng ban mai thánh nữ, đối với nàng liên gì, thật sự rất là bất đắc dĩ, nàng chỉ là đơn thuần muốn nhìn thư mà thôi, không biết này nhóm người là truyện ký tiểu thuyết xem nhiều sao? Vẫn là như thế nào? Một đám, đều đem nàng trở thành truyện ký nữ chính, rõ ràng một đích thực bình thường sự, ở các nàng nhìn trúng, hương vị nháy mắt liền thay đổi. Liền giống như hiện tại, nàng vốn dĩ mục đích, chính là tới mượn đọc một ít tàn thư, dùng để phong phú nàng nhận tri. Kết quả, nàng cái này từ nhỏ đem nàng chiếu cố đến đại liên gì, tự nhiên cho rằng nàng được đến cái gì thượng cổ bí tân, nơi này tìm kiếm cái gì thượng cổ bí tịch. Như là lo lắng cho mình đã chịu hoài nghi, nàng còn vỗ ngực tỏ vẻ, chính mình cái gì cũng không thấy được. Giờ phút này, nàng liền tưởng phun tàu một câu, ngươi không thấy được, ngươi có thể nhìn đến cái gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn đến một người nam nhân từ cửa chính đi vào tới sao? Gì, không đúng, vừa rồi ta giống như nhìn đến một người đi đến, bất quá hiện tại như thế nào không thấy đâu, trong lòng mang theo nghi hoặc, ti nắng ban mai thánh nữ cũng không có tiếp tục nói chuyện phím tâm tình. Trực tiếp từ ghế trên đứng lên, nàng bắt đầu vần quanh này khổng lồ tàn thư lâu hành tẩu, hiện tại nàng, liền tưởng xác nhận một chút, chính mình có phải hay không thật sự nhìn lầm rồi. Quả nhiên, ta ánh mắt là bình thường. Thân thể đều còn không có xoay tròn một vòng, 360 độ đều còn không có chuyển xong, ti nắng ban mai thánh nữ liền nhìn đến chính mình nguyên bản mặt sau cách đó không xa, đang có một người tuổi trẻ bóng người, đang ở lấy thư, phóng thư. Thật là lấy thư, phóng thư, cầm lấy một quyển lúc sau, trực tiếp nhanh chóng phiên một lần, sau đó liền buông. Chẳng qua người này làm tốc độ quá nhanh, ở nàng thị giác hạ, cơ hồ chính là chân chính cầm lấy, buông. Chương 239, 239 Thánh Nữ Thánh Nữ Đại Nhân, ngươi chuẩn bị hành động sao, yên tâm, ta bảo đảm không ai có thể tới gần ngươi 10 bước trong vòng. Đang ở tự hỏi, nên như thế nào đến gần tia nắng ban mai Thánh Nữ, thực đột ngột bị phía sau thanh âm này hoảng sợ. Liên gì, ngươi làm cái gì a? À? liền giống như tiểu nữ hài đối trưởng bối phát tiết bất mãn giống nhau, tia nắng ban mai thánh nữ thật khó chịu nói. Không đúng, không đối. Tia nắng ban mai thánh nữ chung quy không phải cái gì bình hoa, cắt giao trong nháy mắt, liền nghĩ tới hiện tại không thích hợp. Trước mắt người này, khoảng cách chính mình cũng liền mấy mét, liên gì là không có khả năng phát hiện không được. Nháy mắt, ở trong đầu xuất hiện các loại ý niệm, cái gì tuyệt thế cường giả trọng sinh a, che giấu cao thủ quy ẩn a, dù sao chính là truyện ký trung, vậy ngươi cái này ngư bức không được nhân vật bọn họ có cộng đồng đặc điểm đó chính là cường thánh nữ đại nhân ngươi như thế nào còn bất động a à? đáng tiếc tia nắng ban mai thánh nữ trang bức tự hỏi còn không có tiến hành vài giây nàng phía sau cái kia lời nói bà lại bắt đầu ngã ngã bá bá mà nói lên bất quá như thế nào nói cũng sinh sống như thế lâu tia nắng ban mai thánh nữ sớm đã thành thói quen làm lơ nhưng cũng là như thế làm nàng đánh mất hiện tại giao lưu ý tưởng rốt cuộc nàng cũng lo lắng nếu thật sự nghe được cái gì che giấu tin tức đến lúc đó bị liên gì cái này miệng rộng nói đi ra ngoài Vậy không hảo chơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đây chính là cái chân lý, liền ở nàng chuẩn bị làm lơ, trở về chính mình vốn dĩ mục đích khi. Đại môn lại một lần đi vào người, cùng phía trước bất đồng, chẳng những nàng thấy được, nàng lời nói bà liên gì cũng thấy được. Nháy mắt, vừa rồi cùng nàng hi hi ha ha người kia biến mất, hiện tại nàng là một cái lạnh băng không đến cảm tình hộ vệ. Nói câu thật sự, nếu không phải đã tiếp xúc thật lâu, tia nắng ban mai thánh nữ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, cái này vừa thấy liền rất xứng chức hộ vệ thử lại hạ cư nhiên là cái kia thí bộ dáng. Bất quá, này đó đều không phải hiện tại nàng muốn tự hỏi sự tình. Nhìn cái kia dẫn đầu người, một cái thoạt nhìn rất đại trung niên nhân, đích xác rất lớn, 2, 3 mét cao, người nói lớn không lớn. Không biết giáo chủ đại nhân, tới ta nơi này có chuyện gì. Thế giới này, là một cái thần linh sinh động độ cực cao thế giới, các loại giáo đoàn, tuy rằng tên bất đồng, nhưng chức vị hoặc là nói giá cấu cơ bản nhất trí. Trước cuộc phát triển như thế lâu, suy đoán, đã đạt tới đỉnh, mặc kệ lại như thế nào sửa, được đến đều là giảm xuống, chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều biết tuyển cái gì. Mà cái này tiêu chuẩn giàn giáo, chính là một giáo hoàng, hai thánh tử, nữ, 12 giáo chủ, dư lại, liền không có minh xác số lượng, người có bao nhiêu người, liền có thể điền nhiều ít cái. Sở dĩ như vậy làm, đó là bởi vì này có thể ở cực đại dưới tình huống, ngăn cản giáo hoàng độc quyền. Giáo hoàng năm phiếu, dư lại đều một phiếu, người có thể tưởng tượng một chút, giáo hoàng nếu muốn chân chính làm cái gì không phù hợp giáo lý sự tình, ít nhất muốn kéo năm cá nhân. Mà đồng dạng, muốn hư cấu hắn, kia cũng chỉ yêu cầu kéo năm cá nhân. Đương nhiên, này đó đều cùng hiện tại Thạch Vũ không có gì quan hệ, có siêu cấp ngưu bức học tập lực sau, Thạch Vũ cũng không phải là trước kia, cái kia chỉ cần nhìn thư, liền choáng ván đầu học ra. Nhanh chóng phiên trang, lấy hắn hiện tại chỉ số thông minh, hoặc là nói tính toán lực, kỳ thật là thấy không rõ. Nhưng là hắn căn bản không cần thấy rõ, loại này phiên trang mỗi một tờ đều là xem qua, cũng chính là hình thành ký ức chẳng qua loại này ký ức phi thường ngắn ngủi, thực dễ dàng quên. Nhưng cái này quên, chỉ là nghĩ không ra, nhưng hắn vẫn là tồn tại, chỉ là ngươi nhìn không tới mà thôi. Sau đó nên làm liền dễ làm, chỉ cần đem ký ức này hơi chút kéo căng một chút, kéo trường một chút, không phải bình thường sao. Này kỳ thật cùng thời gian tuyến vận dụng thực tương tự, chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều có thể đổi vị tự hỏi lại đây. Bất quá phương pháp này tuy rằng hảo, nhưng nó càng như là một loại trình duyệt, cũng có thể nói là thư viện ở không thu nhập quan kiện tự dưới tình huống thạch vũ căn bản làm không được thấy nói cách khác hắn gặp một nang đề nếu là bình thường đọc sách bình thường lý giải khả năng đang xem rõ ràng cái này nang đề lúc sau hắn trong đầu tự động liền xuất hiện đáp án có thể nói là biện pháp giải quyết mà hắn liền tương đối phiền toái đầu tiên hắn muốn nhận rõ đề này rốt cuộc muốn giảng cái gì cũng chính là khó khăn điểm rốt cuộc ở nơi nào mà được đến cái này khó khăn điểm lúc sau hắn còn cần muốn tìm tòi mà lấy khó khăn điểm vì từ ngữ mấu chốt tìm tòi Cuối cùng sẽ đến ra một tảng lớn tương quan tin tức. Hắn còn cần từ nơi này mặt tìm ra hắn, có thể giải quyết hắn biện pháp này biện pháp. Hơn nữa nơi này còn có một cái che giấu không hảo địa phương, đó chính là nếu này đề siêu cương, kia tuyệt đối không tồn tại có thể giải quyết khả năng, đây là bị định đã chết. Mà biện pháp này, tuy rằng tồn tại như vậy như vậy không tốt, nhưng hắn cũng không có biện pháp a, à, hắn thời gian thật sự không nhiều lắm, hoặc là nói hắn không nghĩ muốn cho chính mình thời gian lãng phí ở cái này mặt trên, kia cũng chỉ có thể như vậy làm phiền toái liền phiền toái một chút, thống nhất vạn giới lúc sau, còn không phải là sẽ không tái xuất hiện siêu cương vấn đề sao. Trong lòng vừa nghĩ đủ loại sự tình, thạch vũ thân thể cũng không có đình chỉ, người liền chết lặng, giống như bản năng quan sát đến thư tịch, hoặc là nói phiên thư. Này kỳ thật là hắn năng lực tiểu tác dụng, ban đầu hắn đều có thể đủ tiêu trừ bản năng, hiện tại nhiều ra tăng thêm bản năng, không cũng thực bình thường sao. Mà bên kia, ti nắng ban mai thánh nữ, cũng cùng thánh quan giáo đoàn cái này giáo chủ đại nhân, bắt đầu giao lưu. Thánh nữ điện hạ, tuy rằng thực xin lỗi nhưng bổn tọa y liền muốn hỏi một chút vừa rồi phát sinh sự thật sự cùng ngươi không quan hệ sao nhìn cái này chính mình vừa tiến đến liền không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình thiếu nữ vị này giáo chủ đại nhân hắn tâm chung quy không phải lạnh băng tuy rằng trong giọng nói tràn ngập không khách khí nhưng cùng hắn ngày xưa so sánh với cũng hảo không biết nhiều ít lỗ bổng hoặc mễ ni áo vị này giáo chủ tên làm lỗ bổng gia tộc kiệt xuất nhất đại biểu hắn thanh danh thậm chí siêu việt gia tộc mà đồng dạng hắn tính cách ở đại lục trung không người không biết không người không hiểu lạnh băng máu lạnh lạnh nhạt dù sao chính là lạnh băng vô tình thậm chí có đồn đãi đã từng có một lần bởi vì một nữ nhân nguyên nhân như vậy hắn thiếu chút nữa không hoàn thành nhiệm vụ từ lần đó nhiệm vụ lúc sau hắn ở thần điện trung nghĩ lại một vòng cuối cùng hạ quyết tâm huy đao tự cung làm thần người hầu không nên có đây là hắn tự hỏi một vòng sau được đến kết quả từ kia lúc sau hắn lạnh băng đã khắc đến tận xương tủy đương nhiên trên đường lớn cũng có không ít đồn đãi vớ vẩn Nói cái gì gia hỏa này huy đao tự cung sau, minh bạch nam nhân chân chính vui sướng, hiện tại trầm mê trong đó cái gì? Mà đối với này đó nghe đồn, đã từng, ti nắng ban mai thánh nữ cảm thấy, nơi này hẳn là có điểm căn cứ, rốt cuộc nào có cái gì tin đồn vô căn cứ. Bất quá hiện tại, tự mình gặp được hắn lúc sau, ti nắng ban mai thánh nữ minh bạch, chính mình khả năng, thật sự tưởng sai rồi. Mẹ ni áo giáo chủ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không rõ. Khi tốt nhất là thật sự, nói cách khác. Cuối cùng, lỗ bổn mễ ni áo để lại một câu ý nghĩa không rõ nói mang theo chính mình các tiểu đệ rời đi nơi này chương 240, 240 thừa nữ hô người này uy thế thật đúng là đủ đủ cũng không biết là như thế nào luyện ra bóng người vừa biến mất tia nắng ban mai thánh nữ đang chuẩn bị tùng một hơi kết quả nàng bên tai liền truyền đến như thế một câu ai tia nắng ban mai thánh nữ thở dài một hơi nơi này bao hàm nhiều ít cảm xúc cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được tâm mệt đây là nàng hiện tại duy nhất cảm giác, đột nhiên muốn làm một con cá mặn, đây là nàng hiện tại ý tưởng. Liên gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng an an tỉnh tỉnh xem một chút thư. Kia! Hảo đi! Vị này liên gì, vốn dĩ chuẩn bị lại nói điểm cái gì, bất quá hàng năm sinh hoạt, không ngừng tia nắng ban mai thánh nữ hiểu biết nàng, tương phản cũng là dứt khoát, hắn cũng minh bạch tia nắng ban mai thánh nữ thói quen. Trọng lớn phòng an tỉnh xuống dưới, hiện tại trong căn phòng này, dư lại chỉ có ào ào phiên thư thanh. Tựa như có người suy đoán như vậy, an tĩnh thả tồn tại vật thiếu trống trải không gian nội, người đối thời gian cảm giác sẽ gia tăng, cũng chính là cảm giác thời gian quá đến càng chậm. Ngươi tự tên là tia nắng ban mai, là hy vọng hiện tại ngươi ở vào tia nắng ban mai sao? Lại qua một đoạn thời gian, Thạch Vũ đột nhiên mở miệng nói chuyện, chẳng qua, lời hắn nói có điểm không thể hiểu được. Không biết vị đại nhân này, ngươi nói chính là cái gì ý tứ, tia nắng ban mai nghe không hiểu. Thực bình thường lên tiếng, Thạch Vũ cũng cảm thấy thực bình thường, bất quá hắn lại không tin. Người che giấu đích xác lợi hại, thậm chí, cùng ta tiếp xúc, đều là như thế này tự nhiên, nhưng là, hôm nay phát sinh những việc này, cùng ta khí vận không phù hợp. Cũng có thể nói là, tia nắng ban mai thánh nữ cái này thân phận, là không đủ tư cách. Nghĩ tới nghĩ lui, trên thế giới này, có thể như thế tự nhiên mà vậy cùng ta tiếp xúc, như vậy cũng chỉ dư lại một cái sinh mệnh. Không biết ta đoán chính không chính xác, cái này tin vách cường hệ ý chí các hạ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thạch vũ tự nhiên mà vậy tới một cái bá đạo tổng tài thức cường đông vẫn là không nghe hiểu nhìn đến này chân thành biểu tình thạch vũ đều thiếu chút nữa tin tưởng có phải hay không chính mình phát bệnh bất quá cũng gần là thiếu chút nữa lại đến thời điểm hắn cũng đã nghĩ tới vừa rồi theo như lời bất quá hắn lại có một cái nghi hoặc bọn họ gặp mặt là thật sự cố tình vẫn là tự nhiên mặc kệ là cố tình vẫn là tự nhiên nơi này che giấu tin tức đều không ít nếu là cố tình vậy chứng minh cái này ý thức muốn cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc chính là trải qua hắn quan sát hắn cảm thấy đệ hai loại khả năng tính lớn hơn nữa một chút mà này cũng liền biểu lộ mặt khác một sự kiện thế giới này ý chí muốn tại đây đỉnh thời kỳ hóa thành nhân thân lao tới càng cao cảnh giới nơi này đề cập tới rồi trước kia hắn không có nói đến hai cái tin tức một chính là thế giới tiến hóa tuy rằng trước kia hắn thường xuyên nói cái gì nhân loại là thế giới ký sinh trùng như thế nào nhưng trên thực tế kia chẳng qua là phun tàu thôi bọn họ chân chính quan hệ càng như là một loại cộng sinh mà căn cứ vào cộng sinh này lại đề cập tới rồi một cái che giấu tin tức một cái vũ trụ lý luận đi lên nói nó vật chất là vô hạn đầu tiên chúng ta nói một chút vũ trụ vật chất vô hạn nguyên lý kỳ thật cùng thạch vũ cái kia vũ trụ không sai biệt lắm chính là cùng tỷ lệ thu hồi vật chất mỗi người đều tổn thất một nửa còn có thể dựa vào đối lập phát hiện nhưng thế giới mỗi một cái tồn tại đều tổn thất một nửa này liền không tồn tại bị phát hiện khả năng sau đó trực tiếp liền nhiều ra một nửa chưa sử dụng vật chất sau đó liền đơn giản đem nó quăng vào đi bởi vì đã thu nhỏ lại cho nên tại đây sinh mệnh thể nhìn này không phải được đến gấp đôi vật tư sao như vậy căn cứ vào điểm này vô hạn tài nguyên cũng đã thành lập nhưng là cái này phiên bội thời gian hoặc là nói bao lâu phiên một lần đến có cái định luật đi như vậy là cái gì ảnh hưởng cái này đâu nói tới đây liền không thể không nhắc tới sinh mệnh thể mặc kệ là nhân loại loại người phi người bọn họ đều có thể nói là sinh mệnh cho nên sinh mệnh thể chính là sở hữu tồn tại sinh mệnh cái này khái niệm sinh vật tổng hợp. Minh bạch này đó lúc sau, chúng ta liền có thể cùng phía trước cái kia liên hệ đi lên. Xem qua tiểu thuyết đều biết, hồng hoang sở dĩ sinh ra sát kiếp, đó là bởi vì tu luyện giả quá nhiều linh khí không đủ dùng. Loại này cách nói quá lớn, dùng một cái khác giải thích. Dùng luyện khí làm đơn vị, một cái trúc cơ, đại khái liền có 10 cái luyện khí chất lượng, kim đan cũng là như thế. Cuối cùng, một cái tiên nhân hắn vật tư là nhiều ít, này đã không tốt, thôi bỏ đi. Như vậy tiên nhân phía trên đâu, phía trên phía trên đâu. Hơn nữa, tu vi càng cao, sống càng lâu, này liền tương đối xấu hổ, vật chất liền như vậy nhiều. Này kỳ thật liền cùng trong thế giới hiện thực kinh tế không sai biệt lắm, 5% đám người lại có được 70% kinh tế. Ở trong thế giới hiện thực, này thoạt nhìn không có gì, thậm chí nói, này rất bình thường, là bình thường diễn biến. Nhưng ở hồng hoang lại không được, bởi vì ở thế giới hiện thực, không ai có thể dựa ngao mà bay lên. Loại này cách nói cũng có chút không chính xác tiêu chuẩn nhất nhất hoàn chỉnh đáp án chỉ vào không ra chính là như thế đơn giản bốn cái tự bởi vì nó không phải một cái tuần hoàn hoặc là tuần hoàn lên nó chuyển rất chậm rất chậm rất chậm cho nên nói mỗi quá một đoạn thời gian bọn họ liền sẽ gặp phải một loại không có linh khí xấu hổ trạng huống này liền tương đương với thế giới hiện thực vốn lưu động toàn bộ biến mất sở hữu hết thảy đều biến đã chết tự nhiên mà vậy chỉ có thể tới một lần đại thanh tẩy lúc này đây đại thanh tẩy có những cái đó cầm quyền còn không phải là mặt khác một hồi ích lợi tranh đoạt sao mà nếu tồn tại tranh đoạt như vậy cùng với đó là chiến tranh chiến tranh đều ra tới như vậy khẳng định sẽ phân cái thắng bại cuối cùng người thắng chia cắt hết thảy đây cũng là hồng hoang đại kiếp nạn trung biết rõ nơi này tồn tại nguy hiểm cũng có như vậy nhiều ngốc bước chạy đi vào nguyên nhân liền đơn thuần hai chữ ích lợi mà đồng dạng thế giới này cũng gặp cùng loại tình huống này liền cùng bộ lạc xung đột không sai biệt lắm người thăng cấp đại bản doanh tăng lên một cái đại cảnh giới ngươi trước kia thiết bị cũng cần thiết đi theo tăng lên bằng không ngươi chỉ có bị đánh mà đồng dạng đưa ngươi tại đây một cái cảnh giới nội đem nên thăng đã thăng xong rồi đã đạt tới thăng không thể thăng ngươi liền lại nên thăng bổn nhưng ngươi vẫn luôn không thăng bổn trong trò chơi không có gì tuy rằng tồn tại bị càng cao người treo lên đánh nhưng khả năng tính cũng không cao nhưng thế giới lại không phải bộ lạc xung đột chung nhưng không có tiêu hao một từ tựa như phía trước theo như lời toàn bộ thế giới tất cả mọi người ở gào khóc đòi ăn kết quả ngươi cái này nương, cư nhiên không nải. Ngươi sợ là không nghe nói qua, có sữa đó là mẹ đi. Mà chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều biết lúc này nên thăng cấp, nhưng thế giới ý thức không có biện pháp A, à, hắn cũng không thể chính mình tới A. À. Đặt ở trong trò chơi, thế giới ý thức liền tương đương với trừ đại bản doanh ngoại sở hữu hết thảy, mà sinh mệnh thể liền tương đương với đại bản doanh. Đại bản doanh còn không có thăng, ngươi còn tưởng thăng, sợ là nằm mơ. Mà cái này cách nói, đặt ở thế giới mặt, chính là siêu việt thế giới tối cao cấp bậc, đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, như vậy theo sát, thế giới cũng sẽ đi theo thăng cấp. Chính là như thế đơn giản một sự kiện, lại làm khó chư thiên vạn giới, không biết nhiều ít cái ý thức. Bởi vì, quá khó khăn